mì của mày. Thơ này của Bảo đúng không? Cái bài thở đầu là sao mì quá rồi mày? Cái gì? Cái bài thở đầu, cái bài thở con cóc á, bài thở đầu là sao quá rồi? Ai anh làm nào? Bài thở con cóc hôm bữa này bữa trưa. Gửi cho con ấy cho cái vụ mà anh tặng em hoa hồng á hả? À đúng rồi. Bánh em hả? À, hả? Ok vì anh giấu mặt gửi hoa hồng tối qua bưu điện chuyển tận cửa đúng lúc em ăn cơm cùng chồng thế là nhà em nổi bão giông bao nhiêu bát đĩa đều ly tông mặt em bầm bầm tím và biến dạng anh đã giết em bằng hoa hồng anh thấy lãng mạn ngu xuẩn không thích nhau tranh thủ tiếng là xong đua đòi chúng bạn gửi hoa tặng giờ em nằm viện chẳng người trông. Cái này là bài chính bạn thôi. Rồi. Bà gửi cho mình. Em bài bà viết. Ai gửi? Khoan là ai gửi cho mình bà ra hoa trông là bà đâu mày. Bà tin gửi đúng không? À. Rồi sao nữa? Bảo bà, đáp lại. Cái buổi trưa đó mình nghe mình đi ăn mình đáp lại. Tức là mình làm ra bài thơ. Em làm bài thơ. Đó. Đừng Vân Nguyễn nghe nha, Bảo làm thơ đó, chứ không phải là... Bảo là cũng mới xuất khẩu tình thơ chứ. Bảo mày đó hết rồi, mất rồi. Đừng tưởng là San Jose có thơ thôi nha. Đây. Ừ, không phải, phải. Orange County phan như vụ Bảo làm thơ. Orange County nhiều chất xám lắm. Đông là giáo giáo rồi. Phan như vụ Bảo làm thơ nè. Kéo ông ra, xin lỗi, kéo ông ra. À, đây. Rồi. Bây giờ cái này là vừa xong là trong một tiếng hồ đi. Cái này em trả lời nè. Không, sau đó còn một cái khác nữa. Là cái thằng đó nói là không phải anh là thằng chồng em gửi hoa gửi con hoa. Thằng chồng kiếm chuyện là bỏ em, thằng chồng kiếm chuyện nó dựng cái chuyện nó lên để nó bỏ em thôi chứ phải là anh không gửi vậy đó. Anh có gửi đâu em biết không, ngu gì anh lại gửi hoa hồng, dạy gì cho chồng em nó biết, có khi mưu kế chính của chồng. Chồng em muốn nhà nội bão giông, dựng lên màn kịch gửi hoa hồng, rồi đánh đập em quăng bát đĩa. Nó muốn bỏ em có biết không, giờ em nằm viện có khổ không, anh muốn nhưng chẳng thể vào trong. Vợ anh nó biết thì tan tác, thôi nhé tình yêu, hết hợp đồng. Cái là thơ Văn Như Bảo đó hả? Không. Chưa nữa hả? Không. Làm sao biết dựng chuyện hoa hồng? Nó làm sao biết? Bây giờ hai câu rồi, một tiếng. Túm lại là anh cũng như chồng, đàn ông một lũ sở khanh không. Em thề không quen ông nào nữa, kiếp này chuyển hệ thế là xong. Cái là bà biết. Vân Nguyễn. Sau đó nhiều nghĩa vui lắm. Cái đó, anh em khi mình lên một thôi là nhiều chuyện lắm. Mà cái đó là bữa đó bây giờ này tự nhiên nghe nhiều chuyện quá qua lại tiếng hồ là viết ra mấy câu. Vân Nguyễn kỳ này là vứt bút vứt đồ hết đi nha Vân Nguyễn. Anh ngồi chơi với anh. Không bữa tôi với anh á, bữa tôi với anh á. Này anh nhớ bữa tôi với anh còn cười quá trời cười tôi còn viết là. Vân Nguyễn thôi dẹp đi nha, không còn nói chuyện với Vân Nguyễn nữa đó. Vân Nguyễn là mẹ bút đừng nên viết nữa. Bây giờ Vân Nguyễn một là dọn về Bô Sa. Dọn về Bô Sa. Bán nhà dọn Bô Sa đi.